Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5 trên địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Lương Tam Quang và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khu công nghiệp số 5 thuộc khu công nghiệp dịch vụ đô thị Lý Thường Kiệt có diện tích 192 ha với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng gần 2.400 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tháng 8 năm 2011. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ. Dù đang triển khai xây dựng hạ tầng nhưng do có thuận lợi về giao thông gần các tuyến cao tốc, cảng biển và cơ sở hạ tầng đồng bộ của tỉnh Hưng Yên, nguồn nhân lực dồi dào nên đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu đàm phán đầu tư. Theo cam kết của chủ đầu tư, dự kiến trong quý 3 năm nay sẽ có mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp và đầu tư. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đánh giá cao sự cố gắng của nhà đầu tư, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân trong việc đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thiện pháp lý và khởi công. Đồng chí Trần Quốc Văn thông tin tới các đại biểu về việc tỉnh Hưng Yên đang triển khai xây dựng mới 6 khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Trong đó, từ cuối năm 2022 đến nay đã tiến hành khởi công xây dựng 3 khu công nghiệp là khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và khu công nghiệp số 5 đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Đồng chí Trần Quốc Văn cũng mong muốn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện cam kết với tỉnh Hưng Yên khẩn trương triển khai sàn lấp mặt bằng phối hợp với tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón các nhà đầu tư thứ cấp và đầu tư. Để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, tôi đề nghị công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Yên Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp số 5 tập trung thực hiện các bước như sau. Tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực về vật tư, máy móc, thiết bị, con người, chuẩn bị kỹ càng về tài chính và đẩy nhanh tốc độ triển khai, xây dựng hạ tầng, phấn đấu vượt tiến độ đã đăng ký để sớm thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là đối với những dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư lớn có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo điều kiện để sự phát triển bền vững lâu dài, cùng với đó là quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động. Có phương án đề xuất đầu tư xây dựng khu nhà cho công nhân để người lao động yên tâm công tác, làm việc ổn định trong cuộc sống, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm tạo điều kiện để phát triển xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Đề nghị các sở ngành của tỉnh, Ủy ban huyện Ân Thi, Kim Động thường xuyên phối hợp giúp đỡ chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng môi trường và các thủ tục pháp lý khác theo đúng quy định của pháp luật để dự án thi công đạt vượt tiến độ và sớm đi vào hoạt động. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ban ngành, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện nhà đầu tư đã bấm nút khởi công khu công nghiệp số 5. Trước đó, hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm hỏi các vận động viên, tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF, một trong 3 trung tâm bóng đá trẻ của châu Á được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xếp hạng 3 sao, mức đánh giá cao nhất của AFC. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của PVF, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại với diện tích 20 ha, có 130 cán bộ nhân viên và 160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ 12 đến 19 tuổi, 3 chuyên gia nước ngoài phụ trách chuyên môn kỹ thuật. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của Trung tâm bóng đá PVF.
câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.